Bên trong viên mình tịnh trí chẳng có chút tư tưởng nhiễm mô nào, bên ngoài thân đoan chánh hiển lộ, tướng tốt trang nghiêm có khí chất thanh cao, đời trí thân trong ngoài thanh tịnh như thế. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thần phước báo bảo tạng, có thể làm công đức đại bố thí nhậm vận tự tại khắp, tại tâm mãn nguyện không có sự khổ về cầu không được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân tốt đẹp tối thượng, bên trong chứa hương thơm, bên ngoài phát ra quang minh trí huệ, khiến cho ai thấy được cũng đều sinh tâm cung kính tôn trọng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân trên dưới ngay thẳng, tứ chi các đốt đều viên mãn tương xứng, đừng có bụng mập mạp khó coi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân trí huệ pháp hỷ sung mãn, dùng vị Phật pháp để thư thới dưỡng lớn trí huệ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân công đức vô cùng tận, tu tập vô lượng pháp môn, an trụ ở trong pháp tính thâm sâu, vĩnh viễn không mỏi nhàn, vĩnh viễn không thối chuyển. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân Đà La Ni thành tịnh tạng, dùng diệu biện tài hiển bày các pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân thanh tịnh, thân tâm trong ngoài đều tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân trí quán hạnh thâm sâu của Như Lai, trí huệ sung mãn mười đại pháp vũ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân ở trong vắng lặng ở ngoài, vì chúng sinh làm trí tràng vương, phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí ruột thận gan phổi, vì khiến cho chúng sinh trong ngoài thanh tịnh đều được an trụ nơi trí huệ vô ngại. Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân Đà La Ni thanh tịnh tạng. Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch là tổng trì, tức là có thể tổng nghĩa nhậm trì vô lượng Phật Pháp, khiến cho không quên mất. Giữ thiện không thôi nghỉ, giữ ác đừng cho sinh khởi, lấy niệm định huệ làm thể, khái quát là bốn thứ: pháp, nghĩa, chú, nhẫn, Đà La Ni. Hy vọng chúng sinh được thân Đà La Ni thanh tịnh tạng, dùng bốn vô ngại biện tài để hiện bày ra thật tướng lý thể không thể nghĩ bàn của các pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân thanh tịnh, thân tâm chẳng nhơ bẩn, trong ngoài sạch sẽ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân trí quán hạnh thâm sâu giống như Phật, tức dùng bát nhã thâm sâu quán chiếu các hạnh vô thường, chứng được vô lượng diệu trí huệ, triển mình các pháp thật tướng khắp đối với chúng sinh, giống như khắp mưa cam lổ pháp vũ, thấm nhuần pháp giới hữu tình vô tình. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân bên trong vắng lặng, tức là bên trong tâm vắng lặng định lực thâm hậu, chẳng sinh vọng niệm, chẳng bị cảnh giới làm lay động. Đối với bên ngoài làm trí huệ tràng vương của chúng sinh, dùng trí huệ lãnh đạo tất cả chúng sinh thoát khỏi biển sinh tử hướng về Phật đạo, phóng đại quang minh chiếu khắp các pháp giới, phá trừ đen tối. Đó tức là hồi hướng đủ tứ căn lành công đức của Đại Bồ Tát khi Ngài tu pháp môn bố thí ngũ tạng lục phủ. Vì hy vọng chúng sinh đều đắc được thân tâm trong ngoài thanh tịnh, đều được an ổn trong cảnh giới trí huệ chẳng có chướng ngại. Phật tử, Đại Bồ Tát bố thí những lóng xương của mình cho người xin, như Bồ Tát Pháp Tạng, Bồ Tát Quang Minh Vương và vô lượng các Bồ Tát khác. Và vô lượng các Đại Bồ Tát khác, khi bố thí lóng xương phần thân của mình, thấy người đến xin, Ngài sinh tâm ưa thích, tâm hoan hỷ, tâm tịnh tín, tâm an lạc, tâm dũng mãnh, tâm từ, tâm vô ngại, tâm thanh tịnh, tùy chỗ người xin đều bố thí cho họ. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát bố thí lóng xương trên thân của mình cho người đến xin, như thuở xưa Bồ Tát Pháp Tạng, Bồ Tát Quang Minh Vương và vô lượng các vị Đại Bồ Tát khác. Khi vị Đại Bồ Tát đó bố thí lóng xương trên thân Ngài, nhìn thấy có người đến xin, bản sinh tâm ưa thích vô hạn, cao hứng có thể viên mãn tâm bố thí độ, tâm của Ngài thanh tịnh, tin sâu có thể đạt được mục đích bố thí của Ngài. Do đó trong tâm đặc biệt bình an khoái lạc, có tâm dũng mãnh chẳng cảm thấy thống khổ, khởi tâm đại từ nguyện cho người xin được lóng xương đó giải trừ bệnh khổ của họ. Hành bố thí đó chẳng sinh tâm chướng ngại, trong tâm rất thanh tịnh, chẳng có tạp nhiễm, tùy thuận người đến xin để hoan hỷ cho họ, chẳng có tâm bòn sẻn không thể xả không được. Khi Đại Bồ Tát bố thí lóng xương thì đem căn lành đó hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh được hóa thân,
đừng thọ thân máu thịt xương nữa, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân kim cang không thể phá hoại được, không có ai thắng qua được. Nguyện cho tất cả chúng sinh được pháp thân viên mãn nhất thiết trí, nơi cõi sinh ra ràng buộc.